Hello, xin chào tất cả các anh em ha. Không nói lòng vòng nữa, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em sửa cái vòi xịt toilet này. Thì cái vòi xịt toilet này hầu như nhà nào cũng sẽ phải có hết thôi. Thì thường cái vòi xịt toilet này nó sẽ bị hai vấn đề chính. Một là bị bể cái cổ này, cổ rem này. Khi mà nó bị rớt, bị va đập, nó bị bể cái cổ rem này. Thường thực ra là cổ rem này nó khá là mỏng nha. Còn nếu mà trường hợp mà nó bị rò rỉ như thế này, có nghĩa là bể cái cổ rem này thì mình sẽ vứt thôi, chứ không không làm gì được hết. Tại vì không có ai bán lẻ cái này. Thì cái trường hợp mà nó bị xì này hoàn toàn có thể sửa được nha anh em. Tại vì đây nó là bị cái phần mềm thôi, nó phải bị phần cứng. Rồi ok, trước tiên thì em sẽ khóa cái vòi nước này lại. Mình chờ xíu nha. Rồi, sau khi mình khóa lại thì nó không bị chảy nữa. Thì em sẽ tháo ra để xem là vấn đề nó bị cái gì. Đây, ở trong cấu tạo của nó như thế này. Có một cái lớp nhựa nữa, cấu tạo nó như thế này. Thì chúng ta thấy được là trong này nó có một cái ti van, nó cấu tạo là van khóa, giống như là nó gần giống như là cái khóa bit của PCB. Anh em nào có chơi PCB thì sẽ biết ha. Rồi, đầu tiên bằng mắt thường thì chúng ta thấy được là cái ron này nó bị đứt. Em mở cho anh em xem đây, cái ron này nó bị đứt ha. Cái ron này thật ra nếu mà nó cái đầu ti nó đẩy vô thì nó sẽ nằm như thế này nè, nó bít nước lại nè, nhưng mà rút cái đầu ti ra nè, nghĩa là mình bóp cái nó rút cái đầu ti ra đó. Thì nó nước là tiếp tục nó có cái lò xo tự đẩy lại, mình buông ra là nó tự đẩy bít lại ha. Rồi cái này mà hư rồi á thì anh em cần tìm một cái ron như thế này để thay vào, tìm một cái ron như này để thay vào. Thì cái mấu chốt ở chỗ này là cái rất là khó tìm được cái ron này anh em. Cái ron này là ron 1.5, nó dày lắm. Nhưng mà ron mà hộp ron mình mua ở trên thị trường á thì nó chỉ có ron là 1.0 thôi, nó ít có ron 1.5 lắm, hoặc là 1.2 thôi. Khi mà bỏ vô đây mà cái ron mà nó mỏng hơn á thì nó vẫn xì nước bình thường nha, nó phải được cái ron dày 1.5 giống vậy nè. Thì em thấy một số cái hộp ron của Cricket á, nó vẫn có ron dày cỡ này, nhưng mà chẳng lẽ anh em mua cái hộp ron mấy trăm ngàn về để anh em thay, lấy một hai cái thay này rồi còn cả hộp kia anh em cứ đi đâu đúng không? Rất khó tìm, rất khó tìm nha. Thì em có thử nghiệm nè, em có thử nghiệm thành công rồi nè, thì em mới quay cho anh em xem. Đây là cái sợi dây cao su dây 6 ly, dây 6 ly thì em thấy cái độ dày của nó cũng tầm 1,5 ly đó nè, độ dày này. Không biết được 1,5 ly hay 1,4 ly, cái này là nhưng mà thường là 1,5 ly anh em, có nghĩa là mình độ chừng thôi. Thấy cái mép dày của nó cũng gần tương tự ha. Thì ở đây em sẽ cắt ra một đoạn nè, em thử vào thấy nó không rò nước rồi đó, nên em mới tháo ra em quay cho anh em xem. Rồi tiếp theo là cần cái này quan trọng nè anh em, cái này là cái kéo, cái này là gọi là cái kéo y tế anh em mà hay đi đi tiêm chích, đi tiêm phòng rồi đó, là người ta dùng cái kéo này, người ta gấp bông băng đó anh em, để mình kéo cho nó giãn lên này để mình thay vào cái ron này. Nó rất là khó làm nhưng mà cẩn thận tí sẽ làm được ha. Thì anh em xem em làm và xem kết quả nha. Mình cho nó vào một bên trước, tiếp tục vào bên kia, coi vào rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái ngón tay của mình á, chúng ta đè, chúng ta rút ra. Đó. Chúng ta mà không đè là rút là nó ra luôn. Đè rút ra. Thì bây giờ nó đã bao vào cái chỗ ron ôm nó rồi nè. Em sẽ gắn cái này vào thử xem đó, đè vào này thì em thấy ha, nó không ảnh hưởng nhiều đến cái lỗ, để xem gắn lại xem nó ok không, nước ra có mạnh như ban đầu không nhé. Đây cái ron này rất khó tìm nha, cái này thì là dễ tìm nhất là ở cái shop như em bán hàng dây thun này, này còn anh em không có thì anh em có thể là chơi ná chơi đồ đó, anh em tận dụng mấy cái dây ná mà nó đứt đó, hay là anh em nào ha. Rồi em xả nước nha, đầu tiên xả nước em bật khóa nó xong là thấy là nó không có xì nè, anh em thấy không xì một giọt nào hết đó, khá mạnh nha, khá mạnh nha anh em nha. Không nhiễu nha, nó mà bị là nó nhiễu nó liên tục luôn á.
khá mạnh nha, nó không có bị ảnh hưởng nhiều ở cái lỗ xả nè. Mới đầu là em nghĩ là cái dây thun nó dơ ra nó sẽ biết cái lỗ xả lại bớt, nhưng mà bây giờ nghĩ lại là khi mà anh em bấm cái nút này nó rút cái đó lên anh em. Để em tháo lại, em khóa nước lại, em tháo lại. Nên là nó hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, không có bị cái lỗ xả nó không hề bị nhỏ lại đâu nè. Nè, là mình kéo mình rút lên nè, anh em thấy không? À, rút lên nè. À, khi mình rút lên thì cái lỗ xả nó hoàn toàn nhỏ lại ha, nó không bị nhỏ lại ha. Nè, cái này là em để dài nha, nếu mà anh em nào khéo anh em có thể cắt ngắn thôi, vừa ngắn thôi. Thì lúc này là cái nguyên cái đầu này là nó bao luôn cái đầu tiên này luôn, nó bao luôn cái đầu tiên luôn, rất dễ tìm, vật liệu này rất dễ tìm nhé. Rồi em sẽ khóa lại, em sẽ bằng lại, xả nước cho anh em xem. Rồi sau khi mở nước mà nó không có nhiễu vậy là ok rồi anh em nè. Rồi như vậy là từ một cái sợi dây cao su nhỏ nhỏ thế này thôi, chúng ta có thể hoàn toàn sẽ sửa được cái bộ phận ron cao su trong này ha. Như vậy là clip cũng đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Em xin chào tạm biệt mọi người. Hãy ủng hộ em bằng cách like, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Bấm chuông để xem những clip tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người bình an, thành đạt nhé.